Kính thưa quý vị, lại thêm một tin vui cho Donald Trump. Lâu nay quý vị biết rằng cái thằng mà ra lệnh cho đàn em cướp 4 cái tổ bay, tông vào 2 tòa nhà kinh đô tài chánh của thế giới ở New York năm 2001, đó là thằng Osama Bin Laden, và nó đã bị quân đội Hoa Kỳ bắn chết vào năm 2012 vừa rồi. Thì bây giờ có đứa cháu tên là con Nori Laden, năm nay nó 33 tuổi, nó đang sống ở Thụy Sĩ, và nó là công dân của Hoa Kỳ. Nó nói một câu rằng: tôi là công dân của Hoa Kỳ, cho nên tôi biết ai là một người có khả năng và ai là người không. Nếu so với lại Donald Trump, Joe Biden không là cái gì hết. Cho nên tôi rất sung sướng yểm trợ Tổng thống Donald Trump và kêu gọi những người Hồi giáo, anh em bạn bè của tôi cũng ủng hộ Tổng thống Donald Trump. Mặc dù tôi sống ở Thụy Sĩ, nhưng mà tôi theo dõi hàng ngày tình hình của đất nước Hoa Kỳ, và đặc biệt là của vị Tổng thống thân yêu, đó là Tổng thống Donald Trump. Cho nên quý vị thấy Donald Trump bây giờ được quá nhiều người ủng hộ không? Đi hết Philadelphia, qua bên Arizona, qua bên Alabama, qua bên Louisiana, qua bên Indiana, đều được dân chúng ủng hộ nhiệt liệt, tuyệt vời. Thì quân đội ủng hộ, cảnh sát ủng hộ, ngay cả cháu của một tên gọi là khủng bố, chùm khủng bố cũng ủng hộ Donald Trump. Do đó Tổng thống Donald Trump được rất nhiều người yểm trợ tinh thần cũng như vật chất. Quý vị biết rằng cho đến bây giờ Tổng thống Donald Trump cái tiền mà để quảng cáo không ở trên YouTube 63 triệu, quảng cáo trên các TV hàng trăm triệu không đáng kể. Riêng một cái ngày mà gọi là ngày Tổng thống đọc diễn văn chấp nhận sự đề cử của Đảng Cộng Hòa, dân chúng Mỹ là bỏ tặng Tổng thống 28 triệu trong một ngày. Cho nên bây giờ đối với tiền bạc của Tổng thống, toàn là tiền của dân chúng Hoa Kỳ. Và Đảng Cộng Hòa bây giờ quá mạnh mẽ, nơi nào có Donald Trump, nơi đó có Đảng Cộng Hòa, và nơi đó có những người dân chủ trở lại với Đảng Cộng Hòa. Theo như tờ Politico cho biết, hiện nay Đảng Dân Chủ đang bị dân chúng chán ghét và các đoàn viên đang bỏ đảng để theo Cộng Hòa dự kiến. Và những cái dân chúng mà có tiền ở những thành phố lớn như New York, họ bây giờ chán Dân Chủ lắm. Là vì sao? Vì các cái thống đốc của các tiểu bang mà Dân Chủ như là New York, như là Portland, Oregon, rồi bên Washington State, Đảng Dân Chủ họ để yên cho cái bọn gọi là The Black Lives Matter, vừa ăn cướp, vừa đi hiếp dâm, vừa đi giết người, mà lại còn ra lệnh gia tăng đóng thuế. Quý vị biết New York, Andrew Cuomo bắt trước ở bên Cali, đánh thuế những người giàu 4%. Tôi nhắc lại nhé, đánh thuế người giàu 4%. Mà đánh thuế vào cái gì? Có phải tiền lương không? No, đánh thuế vào tài sản. Thí dụ ông Bloomberg, ông ở bên New York, ông có tài sản chừng 38 tỷ đô la. Thì bây giờ 4% của 38 tỷ đô la là bao nhiêu? Gần 4 tỷ đô la, quý vị thấy không? 4 tỷ đô la, 4.000 triệu đô la. Mà New York nó có hàng trăm tỷ phú, trong đó có cả Donald Trump. Bởi vậy thằng Andrew Cuomo nó mới ra cái lệnh là đóng thuế tài sản, mà nó truy đóng 10 năm. Thí dụ ông Donald Trump, ông bỏ New York, ông đi qua bên Florida cách đây 2 năm rồi, bây giờ đúng cái luật của tiểu bang, ông ấy vẫn phải đóng thuế 4%. Thí dụ ông có 10 tỷ đô la thì ông phải đóng bao nhiêu? 4% của 10 tỷ là 400 triệu, có đúng không? Ông phải đóng 400 triệu đô la. Rồi Malcolm Bloomberg, rồi những tỷ phú khác đều phải đóng tiền trong vòng 10 năm, sau 10 năm hết. Rồi tiểu bang California mới đây nó lại ra thêm một cái luật nữa là trả tiền cho những tụi da đen, đời ông bà, đời tổ tiên của nó làm nô lệ,
Bây giờ Da Trắng phải đóng tiền trả cho nó. Đang xét cái số tiền. Cách đây 2 tuần lễ, Thượng viện của tiểu bang Cali gồm có 36 nghị sĩ, thì 33 nghị sĩ đồng ý và 3 nghị sĩ chống đối, là sẽ lấy tiền đóng thuế của dân nuôi lại Da Đen. Cái số tiền có thể là mỗi một người 1.000 một tháng, hoặc là trả một lúc 10.000. Người ta tính ra cũng tốn vào khoảng độ, nếu mà áp dụng theo cả nước Mỹ này, họ tốn vào khoảng độ gần 70 tỷ đô la dành riêng cho cái vấn đề trả nợ cho Da Đen. Tức là lấy tiền thuế của quý vị. Cho nên Đảng Dân Chủ làm rất nhiều điều bậy bạ, trong khi nó để cho đi cướp của dân. Đấy, cái anh thị trưởng Ted Wheeler ở bên Portland, Oregon, anh ấy là cao tụng dân điên cướp ăn trộm Da Đen, là những người này là những người đi biểu tình một cách ôn hòa, nó ăn cướp nhưng mà là ôn hòa, giống như là mụ thị trưởng của Seattle cũng ca tụng đó là những người tình yêu của mùa hè, summer love. Đến lúc nó kéo đến nhà mụ, nó biểu tình và nó đòi mụ từ chức, mụ mới tá hỏa tâm trinh kêu cảnh sát lại để mà diệt. Còn anh Ted Wheeler, thị trưởng của Portland, phải bỏ nhà ra đi. Cái nơi của anh ta là cái nơi condo, toàn những dân giàu ở, 400-500 ngàn một cái condo, mà phải bỏ nhà rồi đi ra biển ở. Nói tóm lại, Đảng Dân Chủ bây giờ coi cái bọn Da Đen đó coi như là bề trên của họ. Cho nên những cái gì Da Đen nó thích, những cái gì mà tụi Antifa nó thích là họ phải chiều. Vì thế mà tự dân chủ đào lỗ chôn Đảng Dân Chủ. Người Mỹ người ta có học. Bây giờ chỉ có cái lũ rau trâu lất nhất chừng 30, 40, nó đi ra đường nó biểu tình xong rồi nó đánh phá. Nhưng mà cái tình trạng này Mỹ trắng người ta không bỏ, không để yên. Cho nên cách đây 10 ngày, bắt đầu từ 10 ngày vào Chủ nhật, hàng trăm những người da trắng đi xe biểu tình, họ chống đối cái bọn Black Lives Matter. Rồi những tụi ca sĩ nó làm những bản nhạc ca tụng Donald Trump rất hay. Bởi vì dân Mỹ không phải là dân Việt Nam ngố rừng. Dân Việt Nam ngố rừng khi Cộng sản nó vào trong miền Nam thì nó lại sư sãi ra tận biên giới mà đón mừng. Như đồng bào kể tôi nghe ở Đà Nẵng, sư sãi ở chùa Phật học ở Đà Nẵng vác cờ Phật tử đi ra phi trường, đi ra đèo Hải Vân đón cái tụi rừng rú ở trong, nó gọi là tụi mọi nó ở trong rừng nó trở về. Thì đấy là cái dân ngu, rước kẻ thù vào nhà mà còn phải nhờ mấy ông thầy tu đi ra ngoài bước. Mỹ là không có cái màn đó. Những cái thằng ngu cứ việc ngu, nhưng mà những cái thằng thông minh nó vẫn diệt. Và bây giờ cái bọn Black Lives Matter đang bị dân Mỹ mà quốc gia ái quốc tiêu diệt. Rồi chúng ta lại có bản tin nữa, đó là bản tin liên quan đến Tổng thống Donald Trump ngày hôm thứ Sáu vừa rồi tuyên bố với ký giả báo chí là cái ngân sách 2.200 tỷ đô la để kích thích kinh tế trong cái tháng 3 vừa rồi đã phát hết cho dân chúng, giúp đỡ hết cho các cơ sở về thương mại để có tiền trả cho nhân viên, giờ vẫn còn dư 300 tỷ. Ông nói rằng là nếu Quốc hội cũng đồng ý, ông sẽ ký ngay một cái sắc lệnh, ra lệnh gửi tiền cho dân chúng 1.200 đô la mỗi người, thì cũng chỉ hết mới có 145 tỷ, 245 tỷ, cũng vẫn còn dư 40-50 tỷ. Mà đến giờ này Quốc hội vẫn chưa lên tiếng. Cho nên quý vị thấy rõ ràng Donald Trump là một người lo cho dân, trong khi Đảng Dân Chủ chỉ muốn lấy tiền làm bậy. Mụ Pelosi đưa ngân sách 3.300 tỷ ra, trong đó cho các tiểu bang 1.000 tỷ đô la. Nghĩa là các tiểu bang ăn chơi đắp mềm ngủ hô trung phong vẫn lãnh được 200 tỷ đô la. Rồi cấp thêm cho những cái trung tâm về văn nghệ, về giải trí, về viện bảo tàng 100 tỷ đô la. Đó là một cái điều vô duyên, Tổng thống không chịu.
và ông ấy đã ký sắc lệnh giúp cho những người thất nghiệp $400 một tuần, trong đó có $300 của liên bang, $100 của tiểu bang. Và đến bây giờ người dân, nếu như quốc hội đồng ý, ông lại gửi cho mỗi người $1,200 nữa. Và tôi tin sự kiện này rồi cũng sẽ sớm dân chủ phải nghe lời thôi. Nói tóm lại, chúng ta đang có một vị tổng thống tuyệt vời như là Ngô Đình Diệm của Việt Nam Cộng Hòa. Những người nào mà không tốt, những người nào mà không thích, tôi nói thẳng, Ngô Đình Diệm sớm muộn cũng sẽ có một chỗ đặc biệt trong lịch sử của nước Việt Nam chúng ta. Kính thưa quý vị, đến đây chúng tôi xin tạm dừng câu chuyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị một ngày hạnh phúc bên người thân yêu, và xin ơn trên phù hộ chúng ta.